Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Thảo Nguyễn Vlog và Hà Quỳnh Vlog. Sắp tới đây thì em thưa với cô chú anh chị thì cái đợt tòa sẽ sắp diễn ra vào tháng 6 này. Thì phía bên cái bộ Tam Tai Tam Sơn, phía bên của phía bên Thám Tư Cung cũng đã lên tiếng đưa thẳng mặt về cái câu chuyện mà cha mẹ của Hồng Loan ra để kêu bằng là khao khích phía bên Hồng Loan nha cô chú chị. Đó thì chị Ni cũng đã lên tiếng, nếu như mà mình mà biết về cái vấn đề của chị Hồng Loan là ba ruột của mình á, thì đem ra để cho tất cả mọi người đều biết, chứ làm cái gì mà cứ tối ngày nào cũng nói là ba ruột của Hồng Loan hiện tại bây giờ vẫn còn sống, đang liên lạc với phía bên Thám Tử Cung và bộ Tam Tai Tam Sơn. Ủa thì mình muốn cái gì thì mình cứ chia sẻ lên đi, chứ mà tối ngày cứ búng hoài vậy đâu có ai đâu mà cấm mà phải không đem ra đâu. Cái vấn đề gì của phía bên cái bộ Tam Sơn này thì hiện tại bây giờ thì cũng ganh ăn tức ở và lên đối lập với Hồng Loan rất là nhiều về những cái câu chuyện tại tòa án, rồi những cái câu chuyện mà phía bên nhà báo 20K, nếu như không có phía bên cái bộ Tam Sơn Tam Tai thì nhà báo 20K cũng sẽ lên tiếng, cũng sẽ khao khích về Hồng Loan tiếp tục. Ủa bây giờ đâu ai rảnh đâu, nhà báo 20K bây giờ người ta sắp là kêu bằng là sắp chìm rồi, không còn đi lên trên cộng đồng mạng mà nói dơ dơ trời biển như ngày xưa nữa, người ta không muốn nói về cái câu chuyện này nữa. Nhưng mà tại sao cái bộ ba Tam Sơn Tam Tai lại muốn hâm nóng cái câu chuyện của nhà báo lên, nhà báo 20K bây giờ người ta không còn nói nữa cái câu chuyện của Hồng Loan rồi, người ta im rồi, người ta không muốn nói nữa, người ta không muốn kêu bằng là va chạm vào phía bên cộng đồng mạng để cho người ta yên, người ta làm ăn. Còn tại sao mà cái bộ Tam Tai Tam Sơn này lúc nào cũng đi chọc phá rồi khao khích người này khao khích người kia, rồi công kích chị Ni với Hồng Loan, rồi công kích anh Nguyên Vũ với chị Loan, lại tiếp tục lôi ra những cái chứng cứ, những cái chứng từ mà từ trước đến nay mà phía bên những anh em người ta đã vào, người ta đã im cái câu chuyện này, người ta không muốn nấu rồi, người ta muốn để cái câu chuyện này để cho pháp luật người ta giải quyết, chứ không phải như cái bộ ba Tam Tai Tam Sơn mà ăn không ngồi rồi rồi kêu bằng là thùng rỗng kêu to không chị, thùng rỗng kêu to lại tiếp tục công kích người này công kích người kia, lại cho rằng là anh em mà quay trước nhà của Hồng Loan là lúc nào cũng chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan làm gì. Đó thì mọi người cũng hiểu rằng cái câu chuyện của anh em hiện tại bây giờ cũng sẽ nấu tiếp về cái câu chuyện của chị Ni của chị, thì chị Ni cũng sẽ lên tiếng tiếp tục về phía bên Thám Tử Cung này, cho rằng anh này là đang vu khống chị Loan về cái vấn đề là gia đình và đưa những thông tin bên trong gia đình của Hồng Loan ra để chia sẻ với tất cả mọi người biết, để vùi lấp chị Loan tiếp tục cái câu chuyện này nha. Thôi thì anh em có chia sẻ thêm gì không? Dạ đúng rồi anh, thì hiện tại bây giờ là sau khi mà chị Ni vừa kết thúc livestream cô chú anh chị thì có lên tiếng nói rằng là cái anh Thám Tư Cung này tìm được cái bằng chứng, nếu thực sự thật là như vậy thì nên đưa ra cộng đồng mạng cho tất cả mọi người đều biết, chứ đừng có lên là lái dư luận nó đi sai hướng sự thật hết. Chị Loan đâu có làm gì động chạm đến cái bộ ba Tam Sơn này với cái anh Thám Tư Cung đâu, mà sao ngày nào là cũng lên những cái video livestream rồi nói đã tìm ra bằng chứng của chị Loan và chị Ni rồi này kia các kiểu luôn anh. Đó thì chị Ni cũng vừa rồi là có livestream á cô chú, thì cũng nói rằng tìm được á thì nên là lên tiếng đi, đừng có mà xuyên tạc nữa cô chú anh chị. Thì tối ngày mà mình cứ xuyên tạc vào cái câu chuyện của người ta hoài, tích vào câu chuyện của Hồng Loan hoài, Hồng Loan tới thời điểm tại bây giờ cũng chưa từng lên mà tuyên bố là nói về cái câu chuyện của Thám Tư Cung này, người ta đã im lặng, người ta không muốn nói, Hồng Loan không muốn nói là chờ pháp luật giải quyết trong cái câu chuyện này, chứ không phải là Hồng Loan là kêu bằng là e ngại e sợ gì đâu, người ta không muốn nói rồi. Trong những câu chuyện này của Hồng Loan á là pháp luật người ta có quyền hành, chứ anh không có quyền hành gì mà anh phải muốn Hồng Loan và chị Ni cung cấp giấy tờ, anh là cái gì, cũng chỉ là YouTube giống như anh em tụi em thôi, cũng chị cũng chẳng là cái gì gọi là quyền hạn gì mà phải muốn người ta phải cung cấp, muốn người ta phải nghe lời mình, người ta phải đi vào câu chuyện nó nghe lời mình đi từng bước một. Còn luật sư cũng quên thì bây giờ không làm được cái gì cho Hồng Loan, thế chứ là mình phải ngủ quên luôn đi, đừng có đưa vào câu chuyện này nữa, luôn ngủ quên cho rồi đi cho nó im câu chuyện này. Cứ tối ngày lên không dám đối mặt với chị Ni trong những lần livestream trực tiếp đó, chị Ni cũng đã yêu cầu anh là nếu như
mà anh là một người luật sư có tâm thì mình cần nên livestream trực tiếp chung với chị Ni và đưa ra những bằng chứng nào mà chị Ni liên quan tới anh và khiêu khích anh và nói không đúng sự thật. Mình là một người trên mảng truyền thông thì mình phải nói cái điều nào cho nó đúng, cho tất cả mọi người đều người ta nghe. Còn bây giờ anh nói mà khơi khơi mà không có bằng chứng, không có xác thực. Còn chị Ni đưa ra những bằng chứng là những cái vấn đề là tin nhắn, rồi những cái vấn đề thoại đồ mà hai bên trao đổi nhau trong cái vấn đề mà vụ án 20K, rồi vụ án mà kêu bằng đó là sao kê cái tiền bún điếu. Mà tới bây giờ anh làm chưa xong, anh còn lên cộng đồng mạng, anh đi từ lớp từ kênh này cho tới kênh kia, rồi lên mà kêu bằng lên kênh của Thám Tử Cung, lại đưa vào câu chuyện của Hồng Loan là ép Hồng Loan là phải làm theo anh. Nếu như mà không làm theo anh thì nó sẽ xảy ra vấn đề thì ai sẽ chịu? Hồng Loan đâu có nhờ cả anh tự giác cái mặt anh đến. Anh làm không xong thì bây giờ anh rút lui, mà rút lui im thì ai nói gì? Rút lui mà còn vô để khiêu khích người này, khiêu khích người kia để làm cái câu chuyện này nóng bỏng lên cái gì đó. Thì những lời mà em chia sẻ thì hoàn toàn ở đây anh em có cái gì thì chia sẻ cái nấy để cho tất cả khán giả được biết trong câu chuyện của Hồng Loan liên quan tới cái bằng là nhà bán 20K, liên quan tới bộ tam sơn tam tai, rồi liên quan tới cái vấn đề mà bị sầu củ chuối lúc nào cũng lên mà khiêu khích người ta. Hồng Loan không nói tới vấn đề này nữa rồi, không nói tới là không ai sợ, không nói tới là khinh thường những người này vào để câu like câu view dẫn dắt dư luận, đưa những thông tin sai sự thật. Hồng Loan và luật sư của Hồng Loan cũng đã lên tiếng, cũng đã đưa đơn thẳng về cái bộ tam sơn này, phía bên Thám Tử Cung này, để cho anh biết rằng là người ta đang luôn luôn là kêu bằng là lúc nào còn nếu mà anh mà nói sai sự thật thì phía bên Hồng Loan cũng sẽ đâm đơn cho anh là một cái đơn kêu bằng là 331 cũng vậy. Đúng rồi anh. Hiện tại bây giờ là cái bộ ba tam sơn này là nó lên nó lái dư luận, nó nói rằng là chị Loan là không phải là con hợp pháp của cố nghệ sĩ, rồi nó nói rằng nó tìm ra là cha mẹ ruột của chị Loan, rồi nó nói rằng là chị Loan là lợi dụng cộng đồng mạng đồ đó là chuộc lợi về cái bản thân, đó là bán hàng anh. Thì hiện tại bây giờ phải nói rằng chị Loan là được bà con yêu thương thì bà con mua hàng, cái đó là bình thường thôi anh, chứ đâu phải như là cái anh Thám Tử Cung này anh muốn bỏ cái sản phẩm mặt ong của ảnh vào cho chị Loan bán và rồi chị Loan không đồng ý là bắt đầu quay xe rồi thù ghét chị Loan và rồi tìm những cái này cái kia lên dìm chị Loan và chị Ni luôn anh, rất là bức xúc về cái anh này luôn. Đó là từ những cái đó mà anh thấy là Hồng Loan ngày nay buôn bán được nè, rồi vừa mở cái shop mỹ phẩm ra buôn bán mà chốt hàng mà kêu bằng là không kịp luôn, không có hàng để bán luôn. Cho nên là từ những cái đó mà anh lại bức xúc, anh lại lên tiếng, anh lại chửi rủa người ta. Tuy là anh là học cao hiếu động, anh nói ra những từ là đau óc, nhưng mà từ những đó thì anh em người ta biết là cái anh ủ mưu là anh muốn là kêu bằng là muốn vào trong câu chuyện của Hồng Loan lợi dụng thôi, chứ ngoài ra anh làm được cái gì? Tối ngày cũng muốn là đưa cái mặt hàng sản phẩm là mật ong vào bán được là kêu bằng là lên để công kích. Anh tức quá, thấy Hồng Loan buôn bán rất được. Cho nên là từ những cái này thì cô chúng chị cũng biết là những người này đang là kêu bằng là tính toán vì đó với Hồng Loan. Thì anh em tụi em ở đây cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế nha con chị. Đó thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã ủng hộ kênh Hà Quỳnh Vlog và Thảo Nguyễn Vlog. Chào con chị nha.